Lời Chúa theo Thánh Gioan, chương 10, từ câu 31 đến câu 42. Người Do Thái lại lấy đá ném Đức Giêsu. Người bảo họ: "Tôi đã cho các ông thấy nhiều việc tốt đẹp Chúa Cha đã giao cho tôi làm. Vì việc nào mà các ông ném đá tôi?" Người Do Thái đáp: "Chúng tôi ném đá ông không phải vì một việc tốt đẹp, nhưng vì một lời nói phạm thượng. Ông là người phàm mà lại tự cho mình là Thiên Chúa." Đức Giêsu bảo họ: "Trong lời luật các ông đã chẳng chép lời này sao? Ta đã phán, các ngươi là những bậc thần thánh. Nếu lời luật gọi những kẻ được Thiên Chúa ngỏ lời là những bậc thần thánh, mà lời Kinh Thánh không thể bị hủy bỏ, thì tôi là người Chúa Cha đã thánh hiến và sai đến thế gian. Làm sao các ông lại bảo tôi, ông nói phạm thượng? Vì tôi đã nói, tôi là con Thiên Chúa. Nếu tôi không làm các việc của Cha tôi, thì các ông đừng tin tôi. Còn nếu tôi làm các việc đó, thì dù các ông không tin tôi, ít ra cũng hãy tin các việc đó. Như vậy các ông sẽ biết và ngày càng biết thêm rằng Chúa Cha ở trong tôi và tôi ở trong Chúa Cha." Bây giờ họ lại tìm cách bắt người, nhưng người đã thoát khỏi tay họ. Đức Giêsu lại ra đi sang bên kia sông Giô-đan, đến chỗ trước kia ông Gioan đã làm phép rửa, và người ở lại đó. Nhiều người đến gặp Đức Giêsu, họ bảo nhau: "Ông Gioan đã không làm một dấu lạ nào, nhưng mọi điều ông ấy nói về người này đều đúng." Ở đó nhiều người đã tin vào Đức Giêsu. Quý vị và các bạn thân mến, trong đoạn tin mừng hôm nay, chúng ta nhận thấy người Do Thái khăng khăng buộc tội Chúa Giêsu vì họ cho rằng người đã nói phạm thượng khi xưng mình là con Thiên Chúa. Họ chẳng cần quan tâm đến những việc tốt lành Chúa Giêsu đã thực hiện hay những lời người này người kia làm chứng về Chúa Giêsu. Cả lời của Gioan, một vị tiên tri nổi tiếng và có uy tín trong dân, cũng làm chứng về Chúa Giêsu, thế mà họ cũng phớt lờ. Chính sự ngoan cố, ương ngạnh đã làm họ đóng lòng và quay lưng lại với Chúa Giêsu, từ chối đón nhận Đấng Mêsia và ơn cứu chuộc mà người được Thiên Chúa Cha đem đến cho con người. Vì cái tôi tự ái nên họ chỉ có cái nhìn thiển cận, thậm chí còn toan tính phải trừ khử Chúa Giêsu bằng bất cứ giá nào. Thật ra Chúa Giêsu không tự nhận mình là Thiên Chúa, bởi vì đối với người đã không tin thì có nói mấy cũng bằng không. Người chỉ nhận mình là con vì Thiên Chúa là Cha của người. Việc Chúa Giêsu được công nhận là Thiên Chúa đó là do Chúa Cha tôn vinh người và vì người là con một yêu dấu luôn đẹp lòng Cha. Nhờ các việc Chúa Giêsu thực hiện theo thánh ý của Chúa Cha, mà cho dầu có không muốn nhìn nhận, người ta cũng không thể chối Chúa Giêsu là Đấng Mêsia như lời hứa của Thiên Chúa. Lạy Chúa, chúng con thật may mắn được lãnh nhận hồng ân đức tin vào Chúa qua trung gian giáo hội. Xin cho chúng con biết giữ vững đức tin ấy trong đời sống đạo, để nhờ ơn Chúa trong mùa chay thánh này giúp chúng con mỗi ngày thăng tiến hơn trong đức tin, đức cậy và đức mến. Amen. Thank you.